Bạn thân mến, không giống như niềm vui, nỗi buồn thường thấy khó hơn, bởi người ta thường cố giấu đi nỗi buồn sau những nụ cười, sau sự bận rộn, sau những bức tường. Vậy mà có những ngày ta còn chẳng muốn giấu đi nỗi buồn ấy, để nỗi buồn tự do, để giọt nước mắt tự nhiên lăn dài. Hôm nay ta buồn, đơn giản và thành thực, chẳng việc gì phải giấu che. Và có gì đáng xấu hổ nếu ta đang ôm một nỗi buồn trong lòng? Hãy cứ để nỗi buồn đến và đi, tự nhiên như sau cơn mưa trời lại sáng, sau đêm tối là bình minh. Hôm nay em buồn. Sau những ngày miệt mài cố chấp rằng em hạnh phúc, bản thân em lại thấy buồn và cô đơn hơn. Mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Đã 5 năm trôi qua, vậy mà nhắm đôi mắt lại, em cứ nghĩ là chuyện của hôm qua. Nhưng sau hôm nay, mọi nỗ lực em lại cảm thấy quá sức. Đến việc thở cũng cảm thấy quá nặng nề. Có phải như lời anh vẫn nói, tất cả chỉ là thử thách để đo lòng người, xem cuối cùng ai mới là kẻ chiến thắng. Hôm nay em mới thua cuộc một lần, cứ cố gắng gồng tỏ ra mạnh mẽ trong thời gian qua, khiến em thấy mỏi mệt quá. Qua những thăng trầm, em cố đứng vững bằng chính đôi chân, tự nhủ với lòng rằng ngày mai mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Giá như ngày đó em chạy cùng dòng với những con người thường nhật, thì có lẽ hôm nay em không phải một mình. Vì em muốn sống khác đi, không muốn bị hòa lẫn với bao con người phía kia, nên đi ngược dòng rồi tự gồng mình nếm trải ngọt bùi của cuộc sống. Nhìn lại cả chặng đường 5 năm cùng với anh, em thấy nhẹ nhàng lắm. Nhưng anh à, hôm nay em mệt rồi. Em không còn biết chắc mình có đủ sức cùng anh bước đi để nắm lấy tay anh nữa không. Em xin lỗi, có lẽ như vậy là quá đủ. Em năm nay 28, cái tuổi không còn bồng bột, ngây dại. Em không còn nhiều thời gian để đợi chờ anh. Thời gian qua, em một mình gồng người gánh những tổn thương. Sau hôm nay, tỉnh giấc em thấy chẳng có gì trên đời này là giá trị. Có chăng giá trị cũng chỉ do người ta tạo nên, phá hủy một giây là quá dễ dàng. Ngày đôi mươi, em cười nói với anh, em chẳng sợ ngày mai, vì có thế nào em cũng sẽ cứng cỏi vượt qua. Nhưng bây giờ ngay giờ phút này đây, em rất sợ, sợ nếu ngày mai đến, trông chênh quá em biết liệu có nên đứng vững thêm một lần. Ngày xưa, em bé nhỏ dựa vào vai anh, cùng anh bước qua những tháng năm dài. Vậy mà giờ đây em muốn buông tay, đường phía trước dài lắm, anh đi một mình nhé. Cảm ơn anh những tháng năm qua đã cho em mạnh mẽ, cho em biết những tháng năm ngọt bùi. Người ta nói thanh xuân một cô gái ngắn lắm, mà phiền muộn lại dài thăm thẳm. Vậy nên những phiền muộn với em cứ kéo dài mãi chẳng phai. Con đường này em chọn, đi tiếp hay dừng lại cũng là ở em. Nhưng biết sao được, bước chân không còn đủ sức, em cũng chẳng thể khóc. Bản thân đã không còn là một đứa trẻ con, thì khi khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Chỉ là hôm nay, bầu trời đầy nắng, mà em lại cảm thấy những làn gió quá đỗi lạnh. Nhưng em lại không muốn nếp vào vai anh thêm một lần nào nữa. Đi một đoạn đường dài, ngoảnh đầu lại phía sau chỉ là những buồn tủi. Vậy thì, tại sao em lại phải tiếp tục đi cùng anh? Tình yêu dù có vĩnh hằng đi chăng nữa, thì con người cũng nên sống thật dù chỉ một lần. Sau này nếu có vô tình lướt qua nhau, cũng đừng bận tâm xem em hay anh có sống tốt không. Em nghĩ mình sẽ không hối hận vì lựa chọn này, bởi khi con người quá mệt mỏi, người ta chỉ cần bình yên thôi. Như vậy là quá đủ để chữa lành những vết thương cũ. Đôi khi buông bỏ cũng là một sự lựa chọn tốt. Anh à, đường đời còn dài lắm. Nếu sau này có yêu thêm một lần, chân thành thôi là chưa đủ. Hãy nắm lấy tay cô ấy và thấu hiểu hơn cho trái tim. Có lẽ học cách tha thứ một chút sẽ khiến cho đôi bên bớt nặng nề. Tạm biệt anh, người em đã từng muốn ở bên suốt cuộc đời. Bạn thân mến, bạn vừa lắng nghe tâm sự Hôm nay em buồn được gửi đến từ tác giả Mục Miên. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn.
Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.